Vụ án Vạn Thịnh Phát, nguyên phó chánh thanh tra nói không nhớ số lần nhận hối lộ. Ông Nguyễn Văn Hưng, cựu phó chánh thanh tra Ngân hàng Nhà nước, khai có nhận tiền của Võ Tấn Hoàng Văn và Đinh Văn Thành nhiều lần nên không nhớ. Trưa ngày 8 tháng 3, phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Vạn Thịnh Phát, cùng 85 đồng phạm liên quan sai phạm xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn, SCB và các đơn vị liên quan tạm nghỉ. Là người được xét hỏi cuối vào buổi làm việc sáng, bị cáo Nguyễn Văn Hưng, 66 tuổi, quê thành phố Hà Nội, cựu phó chánh thanh tra Ngân hàng Nhà nước, khai với hội đồng xét xử rằng hành vi phạm tội của bản thân được nêu trong cáo trạng là đúng. Ông Hưng trình bày, có nhận tiền vào các dịp lễ 2, 9, Tết từ ông Đinh Văn Thành, cựu chủ tịch hội đồng quản trị Ngân hàng SCB, và ông Võ Tấn Hoàng Văn, cựu tổng giám đốc Ngân hàng SCB, nhiều lần nên không nhớ. Tuy nhiên, bị cáo Nguyễn Văn Hưng cho biết Đinh Văn Thành và Võ Tấn Hoàng Văn sẽ ghi sổ với những lần đưa tiền này, đồng thời khai nhận với tổng số tiền 390.000 đô la Mỹ. Phiên tòa tạm nghỉ. Lúc 14 giờ, tòa sẽ tiếp tục làm việc phiên buổi chiều với phần xét hỏi các bị cáo còn lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.